Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy với bài tập toán lớp 3 tập 2 chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài bảng thống kê số liệu trang 43. Thu thập. Dưới đây là những món quà của học sinh khối lớp 3 gửi tặng đồng bào vùng lũ. Đây là chúng ta có là gì đây? Gạo, mì ăn liền, đường, nước uống, sữa, dầu ăn, rồi cũng vậy à, cái này cũng gạo rồi mì ăn liền là nước uống, đường, rồi như vậy chúng ta xem coi có bao nhiêu loại đây. Phân loại có mấy loại quà được gửi tặng, đánh dấu ít vào ô trả lời đúng 5, 6, 7. Bây giờ chúng ta xem, thứ nhất là gạo nè, là một nè, được, gạo là một. Thứ hai là mì ăn liền là 2. Thứ ba là đường. Thứ tư là sữa. Thứ năm là nước uống. Rồi. Tiếp theo. Thứ sáu là dầu ăn. Rồi chúng ta xem còn cái nào lạ không? Cái này cũng mì ăn liền là có rồi. Này là đường. Đường này bên này có rồi, nước uống. Mì ăn liền, nước uống, gạo. Như vậy chúng ta sẽ có là 6 loại. Chúng ta qua tiếp theo. Kiểm đếm số lượng. Thứ nhất là với mỗi món quà vẽ một vạch rồi ghi theo mẫu. Ví dụ như chúng ta có gạo là đây là 8 bao, có nghĩa là người ta họ sẽ gạch 4 gạch đứng và gạch một gạch ngang là đủ 5, để lát nữa chúng ta đếm là 10, 5, 10, 15, 20 cho nó dễ, được không? Như vậy cái này thì người ta đã tính cho mình là gạo là 8 bao. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ theo này là mì ăn liền, chúng ta đi tìm cái mì ăn liền là bao nhiêu. Mì ăn liền là 1 thùng, 2 thùng, 3 thùng, 4 thùng, 5 thùng, 6 thùng, 7 thùng, 8 thùng, 9, 10, 11, 12. Như vậy chúng ta sẽ có là 12 thùng. 12 thùng. 12 thùng chúng ta ghi trước nè, rồi chúng ta gạch nè. Đúng ra chúng ta gạch trước rồi sau đó chúng ta mới ghi sau, được không? Mà ở đây chúng ta vừa đếm vừa gạch rồi lát nữa sửa nó lộn, được không? Rồi, cái này là 1 2 3 4 1, 2, 3, 4. Hai gạch nữa. Rồi đường. Đường bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy là 7. 1, 2, 3, 4. 43, 1 42 nữa, 45 là 5 với lại 2 là 7. Nếu như ở ngoài thực tế thì chúng ta sẽ gạch cái này trước rồi sau đó chúng ta mới đếm cái này nha. Mà đếm cái này. Rồi. Nước uống. 1 chai 2 3 3 bình nè. 4 bình nè, 5 bình nè, 6 bình nè, 7 bình. Đây chúng ta có 7 bình. 1, 2, 3, 4 1, 2 4 với 5 5 với 2, 7. Rồi dầu ăn. Dầu ăn là bao nhiêu can đây? Dầu ăn là 1, 2, 3, 4, 5 5 này là nước uống 5 1, 2, 3, 4. Rồi sữa. Sữa thì chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giờ chúng ta sẽ có là 9 hộp. 1, 2, 3, 4. Là 5 rồi đúng không? 1, 2, 3, 4 5 4 là 9 hộp.
Rồi chúng ta tiếp theo. Anh hãy hoàn thiện bảng thống kê các món quà của khối lớp 3. Rồi thứ nhất là bao gạo là 8 bao. Nước uống là chúng ta xem đây này là 7 bình nè, à, 7. Mì ăn liền là bao nhiêu thùng? Mì ăn liền chúng ta có 12 thùng. Rồi, dầu ăn là 5 can. Đường gói là chúng ta có 7 gói. Sữa thì chúng ta sẽ có là 9 hộp. Tiếp theo, đọc bảng thống kê và viết vào chỗ chấm. Có chấm chấm lộ quà đó là. Như vậy chúng ta sẽ có là có 6 lộ quà, đó là thứ nhất là đây là gạo. Phải nước uống. Mì ăn liền. Dầu ăn. Đường. Sữa. Có chấm chấm bao gạo. Có là 8 bao gạo. Bao nhiêu bình nước uống này? Có. Nước uống là chúng ta sẽ có là 7 bình. Vậy có bao nhiêu thùng mì ăn? Thùng mì ăn chúng ta sẽ có 12. Bao nhiêu canh dầu? 5. Và đường là bao nhiêu? 7 gói. Và hộp sữa là chúng ta có 9. 9 hộp sữa. Chúng ta qua trang tiếp theo. Viết vào chỗ chấm. Dưới đây là bảng thống kê số sản phẩm mỗi lớp đã làm từ các chai nhựa đã qua sử dụng. Đây là cái bảng. Đây là lớp 3A, lớp 3B, lớp 3C. Sản phẩm. Đây là chậu cây. Lớp 3A là 5. Lớp 3B chúng ta sẽ có là 8. À, lớp 3C là 7. Hộp đựng bút về 3A là 7, 3B là 6 và 3C là 8. Câu A, lớp 3A làm được chấm chấm chậu cây. Lớp 3A, 3 đây, làm được bao nhiêu chậu cây? Là 5 chậu cây. Bao nhiêu hộp bút? 7 hộp bút. Lớp 3B làm được bao nhiêu chậu cây? 8, 8 chậu cây. Bao nhiêu hộp bút? 6 hộp bút. Rồi lớp 3C làm được là bao nhiêu chậu cây? 7 chậu cây. Và hộp bút là 8 hộp bút. Lớp chấm chấm làm được nhiều hộp bút nhất. Đây, cái hàng này là hộp bút. Hộp bút này là số 8 là số lớn nhất. Như vậy là tương ứng là lớp 3C. Câu C, tổng số chậu cây cả 3 lớp là bao nhiêu chậu? Như vậy chúng ta sẽ lấy là 5 cộng 8 cộng với lại là 7 bằng 8, 7, 15, 15 với 5 là 20. À, như vậy là 20, 20 chậu. Chúng ta qua tiếp theo là bài số 2. Trong buổi liên hoan cuối năm lớp 3D có 36 người tham dự. Các bạn dự tính mỗi người ăn một quả chuối, hai cái bánh và 5 quả chôm chôm. Hãy thống kê số thức ăn lớp 3D cần chuẩn bị buổi liên hoan. Bây giờ là quả chuối này, thức ăn là cái cọc ở trên, có 3 loại. Thứ nhất là chuối, bánh và chôm chôm số lượng. Rồi chúng ta xem nè. Bây giờ lớp 3D này chúng ta sẽ có là 36 người tham dự. Bây giờ là mỗi người ăn một quả chuối. Rồi. Như vậy chúng ta sẽ tính chuối là chúng ta sẽ lấy 36 thay nhân 1. Rồi. Vậy là bằng 36 quả chuối. Rồi tiếp theo về bánh bánh cũng là 36 người mà chúng ta sẽ nhân cho hai cái bánh. Mỗi người là mỗi hai cái bánh, mỗi người ăn hai cái bánh, như vậy chúng ta sẽ có là 70 12. Rồi lát nữa chúng ta điền vào ha. Rồi, 5 quả chôm chôm.
là 36, chúng ta sẽ nhân cho 5. 36 người nhân cho 5. Vậy là bằng là 180. Rồi, chúng ta ghi vào. Bây giờ chuối là 36 này, mới tính xong này. Về bánh là 72 này. Và chôm chôm là 180. 80 quả. Chúng ta qua tiếp theo, bài số 1. Viết vào chỗ chấm, dưới đây là bảng thống kê số cây đã trồng trong vườn của lớp khối 3. Lớp 3A, 3B, 3C, 3D. Số cây là 3A là 40, 3B là 25, 3C là 45 và 3D là 28. Lớp chỗ chấm trồng cây nhiều nhất. Như vậy chúng ta xem số nào là số lớn nhất. Trong này số 45 là số lớn nhất. 45 sẽ tương ứng với lớp 3C. Lớp chỗ chấm trồng cây ít nhất. Rồi trong này thì chúng ta thấy con số 25 là số nhỏ nhất. Số nhỏ nhất tương ứng với lớp 3B. Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả là bao nhiêu? 3A đây, 3C đây. Giờ ta lấy 40 ta cộng 45. Rồi, 40 này cộng với lại 45 này. Như vậy chúng ta sẽ được là 85 cây. Câu C, lớp 3C trồng được nhiều hơn lớp 3B là bao nhiêu cây? 3C đâu? 3C đây. So với 3B đây. Nhiều nhiều hơn thì chúng ta sẽ lấy 45 ta trừ cho 20. 25 như vậy là bằng là 20 cây. À. Là 20. 20 cây. Chúng ta qua trang tiếp theo. Dưới đây là chiều cao của bốn ngọn núi cao nhất Việt Nam. À, ngọn thứ nhất là 3.096 m, thứ hai là 3.046 m, cái này là 3.143 m và này là 3.076 m. Câu A. Trong bảng thống kê sau, tên các ngọn núi được viết theo thứ tự từ cao đến thấp. Hãy viết các số liệu trên vào dấu chấm để bảng thống kê của chiều cao bốn ngọn núi của núi cao nhất ở Việt Nam. Người ta nói rằng là đây là sắp xếp theo là theo thứ tự là từ cao đến thấp. Đây là cao này, cao này. Qua đây là thấp nhất này, thấp. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái con số mà lớn nhất chúng ta điền vào đây. Và trên đây chúng ta sẽ so sánh những con số này. Chúng ta thấy cái này là 4 chữ số, 4 chữ số, 4 chữ số, 4 chữ số. Như 2000 là 3, 2003, 2003, 2003. Và chúng ta so sánh cái hàng trăm là 0, 0, 1, 0. Vậy cái này là lớn nhất. Lớn nhất thì nó là tương ứng là 3140, 13. Như vậy số này xong. Còn lại 3 cái hàng trăm, 0, 0. Tiếp theo hàng chục là 9, hàng chục 4, hàng chục 7. 9 là lớn hơn. 3096, số này xong. Còn là hai cái này. Cái này hàng chục là 4, này hàng chục là 7. Như vậy số này là 3076. Số này xong. Còn số cuối cùng là 30446. Câu B, ngọn núi Phan Xipan cao hơn ngọn núi Pu Si Lâm là bao nhiêu mét? Phan Xipan ba đây, Pu Si Lâm đây. Được. Như vậy thì muốn biết cái ngọn này cao hơn ngọn này bao nhiêu thì chúng ta sẽ lấy cái con số là số này là 3143 ta trừ cho 3070 16 bằng, đây này là 67, này là 67 đấy. Câu C, ngọn núi Kỳ Quang Sen thấp hơn ngọn núi Puttalen là bao nhiêu? Puttalen đây. Được. Rồi. Ngọn núi này, người ta nói rằng ngọn núi này thấp hơn ngọn núi này là bao nhiêu? Bây giờ chúng ta sẽ lấy là 3096 thật trừ cho 3040 16 bằng 0, 9 ra trừ 4, 5, 56 mấy.
Chúng ta qua tiếp theo. Bài số 3. Mừng ngày 20 tháng 11, các bạn khối lớp 3 đã tham dự các cuộc thi và đạt được các giải sau đây. Và nghĩa là 3 giải nhất và 2 giải 3. Kể chuyện là 2 giải nhất, 1 giải nhì và 4 giải 3. Cờ vua là 1 giải nhất và 2 giải nhì. Hãy viết số tách hợp vào chỗ chấm để bạn thống kê các giải của khối lớp 3 đạt được. Người ta đã ghi mẫu cho mình này, văn nghệ là 3. Văn nghệ giải nhất là 3. Và giải nhì không có, không có, cho nên là số 0. Giải 3 chỗ này thì chúng ta sẽ có là 2 giải. Rồi kể chuyện, giải nhất là 2 giải. Giải nhất là 2 giải. Giải nhì là 1 giải. Và giải 3 là 4 giải. Về cờ vua, giải nhất là 1 giải, 2 giải nhì, giải 3 không có, là số 0. Chúng ta qua trang tiếp theo. Tìm hiểu về việc đọc sách của tổ em, thu thập số cuốn sách truyện em đã đọc từ đầu năm học đến nay bao nhiêu cuốn. Cái này nó phải thực tế ha. Ví dụ như chúng ta khảo sát, cái này là gọi là thực tế đọc sách của tụi em. Tụi em là có bao nhiêu người, có bao nhiêu bạn đọc sách, rồi một bạn là đọc là được là đầu năm đến nay là bao nhiêu cuốn. Cái này phải thực tế 3 cuốn, 5 cuốn, 7 cuốn gì đấy. Được rồi, tiếp theo. Ghi chép số liệu. Ví dụ như chỗ này thì cho tụi em là chẳng hạn như là 7 người đi. Được rồi, 7 người. Tụi em là có 7 người. Tùy ha, tùy theo thực tế là tổ là bao nhiêu người. Ví dụ như là số cuốn sách truyện đã đọc được đầu năm đến nay. Ví dụ như là một người là đọc được, chẳng hạn như đầu năm đến nay là bận học quá thì đọc được đó có 2 cuốn. Được. Mà 2 cuốn nhân 7 là 14 cuốn. Ví dụ vậy ha. Ví dụ vậy. Rồi tiếp theo, ghi chép số liệu lần lượt mỗi bàn trong tổ thông báo tên các quyển sách truyện đọc, truyện đã đọc. Mỗi cuốn vẽ một vạch đại diện mỗi tổ, ghi chép các số liệu của tụi mình. Rồi. Ví dụ như thế này là bạn, chẳng hạn như là bạn Hải đi. Rồi. Bạn Hải nè, bạn Lan nè, bạn Mai nè, bạn Hưng nè, mấy bạn nào, 1 2 3 4, bạn Vi nè, bạn Trâm nè, mấy là 1 2 3 4 5 6, còn một bạn nữa. Tại vì lớp, tại vì thầy cho rằng cái tổ em là 7 người đúng không, một bạn nữa là bạn Tú đi. Rồi Tú. Rồi như vậy thì tiếp theo chúng ta xem lại cái chỗ này này. Lần lượt mẫu bạn trong tổ thông báo các quyển sách truyện đã đọc. Mẫu cuốn vẽ một vạch đại diện mẫu tổ, ghi. Ví dụ như bạn Hải này, chúng ta sẽ đọc được là 2 cuốn. Được. Bạn Lan cũng 2 cuốn. Này cái này nãy thầy cho số 14, nhưng mà cái này chúng ta vừa cái này chẳng lẽ 21 hết thì nó kỳ. Rồi. Bạn này là đọc một cuốn. Đọc, bạn đọc này là 3 cuốn. Rồi. Bạn này là bận quá không đọc là không có ghi. Bạn này là mấy, là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12. Này là bạn này. Rồi, đủ 14 chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Rồi. Đại khái vậy đây ha. Rồi. Một cuốn này là
Rồi chúng ta liệt kê vào đây lại à, thứ nhất là bạn Hải này, liệt kê lại bạn Lan này, bạn Mai này, bạn Hưng này, bạn Vi này, bạn Trâm này, bạn Tú này. Ở đây người ta họ thêm tới 9 người, nhưng mà cái nhóm chúng ta chẳng hạn như 7 người thì chúng ta liệt kê 7 người thôi. Rồi. Còn chẳng hạn như 5 người thì chúng ta ghi 5 người. Rồi bạn Hải là 2. Bạn Lan là 2. Bạn Mai là 1. Bạn Hưng là 3. Bạn Vi là 1. Bạn Trâm là 2. Bạn Tú là 3. Dựa vào bảng thống kê đã hoàn chỉnh, em hãy cho biết số cuốn sách truyện mẫu bạn trong tổ đọc được là. Thì số cuốn sách thì chúng ta sẽ cộng hết tất cả này lại. Được. Cộng hết tất cả này lại thì chúng ta sẽ có là 2 cộng 2 cộng 1 cộng 3 cộng 1 cộng 2 cộng 3 là bằng là 10, 14 cuốn. À, 14 cuốn. Câu B, bạn chấm chấm đọc được nhiều sách truyện nhất. Như vậy ở trong này thì thầy cho như vậy là có hai con số 3 cho nên chúng ta không không nói được nhiều nhất được. Như vậy là chúng ta liệt kê là bạn Hưng và bạn Tú. À, bạn Hưng. Nếu nhiều nhất là đúng nó ra chỉ có một thôi, nhưng mà nãy thầy liệt kê chỉ là thành ra hai người luôn. Hưng và Tú. Bạn nào đọc ít nhất thì trong này có hai bạn luôn, bạn Mai và bạn Vi. À, Mai và Vi. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc bài học tốt.